À, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay, à, quý vị thân mến. trong chương trình ngày hôm nay thì tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về vận trình tử vi của những người tuổi giáp tý nữ mạng sinh năm 1984 trong năm 2024 năm giáp thìn. thì để xét về cái vận trình tử vi ấy, thì chúng ta cũng dựa vào cái quan hệ thiên can địa chi âm dương ngũ hành cũng như là dựa vào cái sao chiếu mệnh và cái vận hạn của năm. À, bên cạnh đó cũng dựa vào cái vòng trường sinh để luận đoán nó được chính xác hơn đó và trong chương trình ngày hôm nay ấy, thì tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị về cái vận trình tử vi chi tiết của những người tuổi giáp tý sinh năm 1984 nữ mạng để quý vị có thể nắm bắt được cái vận thế của mình biết đâu là cát biết đâu là hung đấy gặp cát thì chúng ta phát huy để gia tăng thêm cái may mắn gia tăng thêm cái tài lộc gặp cái hung vận ấy, thì chúng ta cũng cần phải tiết chế và có những cái hướng đi đúng đắn để chúng ta có thể là gì tránh những cái vận hạn những cái xui rủi nó có thể xảy ra giúp cho quý vị có một năm bình yên may mắn tài lộc dồi dào à, thưa quý vị nói chung ấy trong năm 2024 năm giáp thìn ấy, thì nó có cát khí tam hợp nó tương trợ nó cho thấy là những người tuổi giáp tý sẽ có sự thay đổi lớn trong cái vận trình sự nghiệp của mình có nhiều cái cải thiện rõ rệt à, nhưng bên cạnh đó vẫn không thể không chuẩn bị cho cả những cái thách thức mà các bạn sẽ phải đối mặt à, quý vị đừng quên cơ hội luôn đồng hành cùng những cái khó khăn, đấy và cái cơ hội đó thì nó sẽ dành cho những người có sự chuẩn bị khi mà các bạn có cái sự tính toán, có sự chuẩn bị và lên kế hoạch trước thì có thể dễ dàng đối phó với những cái thách thức, những cái chạy cạnh tranh có thể xảy ra à, sẽ không có gì làm khó được các bạn trong năm 2024 nữa. Nếu như ấy, cái năm 2023 năm quý mão thì bản mệnh phải đối mặt với không ít những khó khăn trong công việc thường xuyên bị cảm giác là kìm hãm và luôn ở cái thế bị động khó phát huy cái thế mạnh của bản thân như mong muốn thì bước sang năm 2024 nó rõ thìn tình trạng bế tắc đó gần như là không còn đặc biệt là từ cái đầu năm trở đi đấy nói chung ấy những cái điều xấu nó không còn ám ảnh được các bạn nữa bằng chính cái nỗ lực của mình thì những người tuổi giáp tý có thể giải quyết nhiều cái vấn đề khó khăn hơn nữa các quan hệ với đồng nghiệp với cấp trên với khách hàng với đối tác đều được là củng cố và được mở rộng tăng cái khả năng được trọng dụng và sẽ gặp được cái vận quý nhân tốt nói chung năm 2024 năm giáp thìn là một cái năm cũng khá lý tưởng về cái vận trình công việc đấy vì công việc nó hanh thông thuận lợi nên cái phương diện tài lộc thì cái tài khí của bản mệnh trong năm ấy cũng đặc biệt lý tưởng càng chăm chỉ càng sông sáo làm ăn thì lại càng dễ thu được nhiều cái món lợi nhiều cái món hời nói chung ấy được cả cái tài tinh và cái thiên tài và cái kiếp và cái thực thần nó 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 trợ mệnh vậy nên ấy là con giáp này có tầm nhìn sáng suốt quản lý tài chính thì khôn ngoan biết cách dùng cái số tiền đúng lúc đúng chỗ nhất là trong những cái dự án đầy triển vọng và sẽ thu về những khoản lợi nhuận không hề nhỏ bên cạnh đó trong năm 2023 thì tài lộc của những người tuổi tý vốn là khá ẩm đạm cái việc chính thì không xuân sẻ mà việc phụ thì cũng chẳng đem đến cái lợi nhuận nào lớn lao khiến cho cái thu nhập nó bị chứng lại một vài cái dự án đầu tư mù quáng từ trước đó cũng khiến cho những người tuổi giáp tý nữ mạng tiêu tốn một khoản không hề nhỏ. Nhưng cuối cùng ấy, lại gì? Như mối bỏ bè. Đó. Năm 2024 thì lại hoàn toàn ngược lại. Từ đầu năm tháng riêng là tháng giáp dần ấy thì cũng đã mang lại được nhiều cái may mắn và tài lộc cho những người tuổi giáp tý do được lộc từ cái tháng này. Đấy. À, thưa quý vị, à, chúng ta đã biết ấy, những người tuổi giáp tý sinh năm 1984 nữ mạng có thiên can là giáp, địa chi là tí. Người này có lá số là dương nữ nhé, đó. Có ngũ hành nạp âm bản mệnh là hải trung kim. Đó. Cung mệnh là cung đoài, được gọi là ốc thượng chi thử, có nghĩa là chuột đóng nhà. À, có xương con chuột, tướng tinh con chó sói, Đó. con nhà bạch đế phú quý. À, thưa quý vị, thì khi xét về cái cắt hung vận hạn của năm, xét về là số tử vi, chúng ta sẽ dựa vào cái mối quan hệ thiên can địa chi âm dương ngũ hành kèm theo cái hệ thống sao chiếu mệnh và cái lưu niên. Đó. Để chúng ta luận đoán được chi tiết và chính xác nhất các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến những gia chủ tuổi giáp tý nữ mạng sinh năm 1984 từ đó sẽ đưa ra được luận đoán chính xác giúp gia chủ có được cái nắm bắt được cái cơ hội và gia tăng thêm cái may mắn gia tăng thêm cái tài lộc cho mình đầu tiên chúng ta xét về cái mối quan hệ thiên can chúng ta có giáp gặp giáp thì nó là tỷ kiên đó như vậy là trong năm 2024 tỷ kiên nó cho thấy là những người tuổi giáp tý nữ mạng dễ vướng phải những cái vụ tranh chấp với đồng nghiệp dù có muốn bảo vệ ý kiến của mình đến đâu ấy thì các bạn cũng cần phải chú ý trở nên hành động nông nổi, gây ấn tượng xấu với những người khác. Với những người làm lãnh đạo thì có lẽ các bạn cần phải học cách lắng nghe những người dưới nhiều hơn, không nên khăng khăng theo cái quyết định của mình. À, quan điểm của các bạn chưa được toàn diện, đấy có lúc chưa được toàn diện. Các bạn nên đánh giá cái vấn đề dựa trên nhiều cái phương diện khác nhau và có cái góc nhìn đa chiều hơn. À, bên cạnh đó thì nói chung gặp cái tỷ kiên nó sẽ mang lại cái họa tiểu nhân. Vì thế để hóa giải cái tỷ kiên này này, thì những người tuổi giáp tý à, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn để trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi giáp tý nữ mạng sinh năm 1984 à, bên cạnh đó thì xét về cái mối quan hệ địa chi ấy, chúng ta có tí gặp thìn đúng không ạ tí gặp thìn thì nó là cục diện tam hợp thái tuế đấy như vậy là gì năm 2024 thì những người tuổi giáp tý được tam hợp với thái tuế năm 23 thì gặp thì tý mão là tương hình bị hình hại vô lễ nhưng bước sang năm 2024 thì cái cục diện tam hợp đấy nó sẽ mang lại cái sự giúp đỡ của quý nhân vận khí trong năm thì hanh thông tinh thần thì phấn khởi gia đạo thì hài hòa tiền bạc thì cũng dồi dào nói chung là công việc làm ăn thì xuôi chèo mắt mái đó vậy nên để được thái tuế tương trợ giúp đỡ, cái cục diện tam hợp này, thì những người tuổi giáp tý sinh năm 1984 à, nữ mạng ấy, quý vị cũng luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để được thái tuế tương trợ giúp đỡ, giúp vận trình năm được hanh thông may mắn. À, thái tuế tinh quân năm 2024 năm giáp thìn là ngày lý thành đại tướng quân, biểu tượng của ngài là một tay cầm kiếm và một tay cầm túi vải. Đây là thái tuế tinh quân của năm. À, quý vị có thể đặt kế kim bài thái tuế ở trong túi, ở trong ví hoặc là sau cái ốp điện thoại để nghênh đón thay tuế giúp quý vị có một năm bình yên may mắn tài lộc dồi dào à, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài thay tuế này à, thưa quý vị trong năm 2024 năm giáp thìn ấy, thì xét về cái mối quan hệ nạp âm ngũ hành chúng ta có giáp thìn là thuộc thổ hỏa giáp tý là ngũ hành thuộc kim hỏa kim là tương khắc tức là mệnh chủ bị lưu niên nó khắc Đấy dẫn đến là cái tâm lý hay bị cáu kỉnh dễ nổi nóng khiến cho các mối quan hệ xã giao hay là tình cảm nó dễ bị trục trặc gây bất lợi cho công việc cũng như là trong các mối quan hệ tình cảm à, quý vị thân mến như vậy là gì khi xét về cái mối quan hệ thiên can địa chi âm dương ngũ hành thì chúng ta biết năm 2024 năm giáp thìn những người tuổi giáp tý nữ mạng thì có nhiều cái cát tinh có xu hướng ổn định hơn đỡ bon chen vất vả hay là thăng trầm Đó. À, công việc thì cũng được thuận lợi làm ăn thì xuân sẻ tiền bạc thì dồi dào tiêu pha thì cũng không phải nghĩ à, tuy nhiên đôi khi cái tâm tính nóng nảy vội vàng sẽ khiến cho gia chủ bị gì mất hòa khí trong gia đạo môi trường làm việc thì căng thẳng nếu mà khắc phục được ấy, thì cái vận trình năm 2024 nó càng hanh thông càng thuận lợi hơn à, bên cạnh đó thì năm 2024 năm giáp thìn thì những người tuổi giáp tý nữ mạng gặp cái vận niên là kê hồi viên tức là gà về vườn ấy. cái biểu tượng này nó mang ý nghĩa Gà về vườn thì được no đủ, báo hiệu một năm vui vẻ, nhiều thức ăn, nhiều thóc lúa, lương thực thì không thiếu. À, theo đó, báo hiệu một năm tài lộc thịnh vượng, cầu tài thì đắc tài, cầu quan thì đắc quan. À, chỉ cần những người tuổi giáp tý biết tin vào chính bản thân mình thì mọi việc đều được thành công rực rỡ. À, riêng về khía cạnh tình cảm ấy, thì nữ mạng tuổi giáp tý mạnh dạn bày tỏ cái tình cảm với đối phương hay là chủ động làm hòa sau mỗi lần cãi vã thì mọi sự sẽ được suôn sẻ như đã ăn bài. À, việc dự tính đã lâu cũng được thành công vì biết dám chủ động và liều lĩnh. Nói chung với các cặp đôi thì cũng dự tính cái chuyện kết hôn hay là sinh nở trong năm nay. À, bên cạnh đó, những người tuổi giáp tý nữ mạng sinh năm 1984 ấy, thì trong năm 2024, năm giáp thìn là 41 tuổi. 41 tuổi gặp cái sao hạn là cái sao thổ tú. Đúng không? Khi nhắc về sao thổ tú thì các cụ có bài thơ như sau. Thổ tú tháng 8 tháng 4, gia đình tan tác, hao hư bạc tiền. Lệ trào tơi tả triển miên, biệt ly nội ngoại, muộn phiền tiễn đưa. Thổ tú nó là một cái hung tinh, nó thường đem lại cái sự trở ngại, cái sự xung khắc về miệng tiếng thị phi. Có kẻ ném đá dấu tay mà sinh ra thư kiện. À, xuất hành trong năm thì không được thuận lợi, gia đạo thì bất hòa, ở à, chăn nuôi làm ăn thì bị thua lỗ. Bên cạnh đó, sức khỏe thì nó cũng kém, nó xấu nhất vào cái tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Vì thế mà quý vị trong cái dịp đầu năm ấy, quý vị cũng nên tiến hành một cái nghi lễ, gọi là nghi lễ nghênh sao giải hạn đầu năm để hóa giải cái cục diện này. À, bên cạnh đó thì xét về cái hạn năm chúng ta biết là giáp tí nữ mạng 41 tuổi thì gặp cái hạn năm là cái hạn huỳnh tuyền. À, các cụ có nói là gì? Huỳnh tuyền hạn ấy nặng thay, dẫu khỏi tai nạn khiến giày ốm đau. Khuyên ai khấn nguyện hết lòng, cúng sao giải hạn, thoát vòng tay ương. Cái hạn huỳnh tuyền nó dễ mắc bạo bệnh, mất tiền mất của vì cái vấn đề sức khỏe. Ngoài ra thì bản mệnh cũng dễ bị đau đầu chóng mặt, khí huyết thì lưu thông kém. Nên là hạn chế đi đường sông nước, kẻo lại gặp những cái hung họa bất ngờ nó sẽ đến thêm nữa là quý vị lại gặp cái năm cuối của năm tam tai, Đấy, vậy nên là gì quý vị cũng cần phải hóa giải cái sao thổ tú, cái hạn hình tuyển cũng như là cái hạn tam tai để giúp cho quý vị có một năm bình yên may mắn. Những người tuổi giáp tý, nữ mạng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là vạn phúc chi nhân. À, vạn phúc chi nhân là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, đúng không? Mặt trước có ý hình chữ vạn của nhà Phật, mặt sau là chữ phúc. Đấy, chữ vạn mang ý nghĩa là vạn điều may mắn, vạn sự cát lành. À, chữ phúc biểu tượng cho cái hạnh phúc, biểu tượng cho cái phúc đức của của gia chủ đó nhờ ấn đức tổ tiên sâu dày mà sẽ mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ bên cạnh đó phía dưới nó có, có một cái viên đá ruby đây là một cái loại đá quý trong phong thủy mang cái nguồn năng lượng dương cao nó sẽ giúp cho gia chủ tăng cường sức khỏe tăng cường may mắn về vận trình công danh sự nghiệp cũng như là tăng cường cái tài lộc của gia chủ à, cái vạn phúc chi nhân này cũng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ à, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 để thỉnh cái vạn phúc chi nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi giáp tý sinh năm 1984 nữ mạng. À thưa quý vị như vậy là trong năm 2024 năm giáp thìn xét về cái cái vận hạn của năm ấy thì quý vị gặp hung tinh chiếu mệnh công việc của những người tuổi giáp tý nữ mạng có thể gì không được xuân sẻ vẫn có những lúc là gặp trở trở ngại gặp trắc trở như bị bị thị phi đeo bám hoặc là bị rắc rối bị thưa kiện. À, trong năm thì quý vị cũng cần phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và nhất là khi ký kết giấy tờ, ký kết văn bản hoặc là ký kết hợp đồng ý, để tránh bị kẻ xấu răng bẫy, lừa gạt khiến cho mất công mất việc. À, công việc làm ăn thì có lúc có được có mất, trước nghịch sau thuận, mưu cầu danh lợi thì cũng gặp khó, đòi hỏi bản mệnh phải thực sự nỗ lực và quyết tâm tới cùng ý, thì mới gặt hái được những trái ngọt. À, xét về cái vòng trường sinh ý, thì chúng ta biết là nữ mệnh thì có cái lưu niên nó là một đất mộ nên là những người tuổi giáp tý nữ mạng được tự tin thể hiện cái cá tính của mình và không sợ bị người khác chỉ trích hay là nói xấu. Thời gian này thì bản mệnh chỉ muốn tập trung cho cái công việc của mình, không muốn lăng nhăng mất thời gian vì cái những cái chuyện tầm vào không đầu không cuối. Nhờ thế mà các bạn sẽ tránh xa được những cái thị phi và kết quả công việc cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Đó. À, thưa quý vị, trong năm 2024 năm Giáp Thìn, chúng ta biết cái địa chi Thìn này này, nó ẩn tàng ba cái thiên can là Mậu, Quý và Ất, đúng không ạ? Chúng ta có giáp gặp mậu là cái thiên tài, giáp gặp quý thì nó là chính ấn và giáp gặp ất thì nó là kiếp tài. Như vậy là gì? Trong năm 2024 ấy, thì ngoài cái hung tinh ra thì nó vẫn còn những cái tài tinh nó hỗ trợ. Nó nằm trong cái thiên can ẩn tàng. Nếu như mà những người tuổi giáp tí mà biết nắm bắt lấy cái vận thế này, nắm bắt được những cơ hội này thì chắc chắn trong năm sẽ có những cái đột phá mới. Sẽ có cơ hội trở nên giàu có, may mắn, bình an. À, thưa quý vị, Đầu tiên chúng ta cùng xét về cái vận giáp gặp mậu thì nó là cái vận thiên tài. Nói chung ấy, những người tuổi giáp tí nữ mạng có thiên tài chiếu mệnh nên là những bạn đang có nghề tay trái hoặc là công việc phụ ấy thì sẽ ăn nên làm ra hơn những người khác. Bản mệnh có quyền tự tin và tự lực cánh sinh, không ăn bám bất kỳ ai. Tuổi này ở đâu thì cũng sống được nhờ vào cái tính nhanh nhẹn và chịu khó của mình. Vì thế để gia tăng cái vận thiên tài đấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân. Nó sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc tị phi, mang lại cho quý vị một cuộc sống bình an may mắn, tài lộc dồi dào. À, bên cạnh đó thì chúng ta có giáp gặp quý thì nó là chính ấn đó. Thì nhờ có chính ấn nó soi đường chỉ lối trong cái thiên can ẩn tàng mà những người tuổi ấy, giáp tí nữ mạng có thể giải tỏa cái năng lượng, tìm thấy cái sự hòa hợp nhất định. Đặc biệt là trong cái thời điểm năm 2024 ấy, khi mà mọi bề bộn đã được qua đi thì quý vị có thể gác lại mọi chuyện sang một bên và các bạn có thể hoàn toàn thành thơi nghỉ ngơi bên gia đình và bên những người mình thương yêu nhất. Đó. À, tiếp theo chúng ta có giáp gặp ất thì nó là cái vận kiếp tài. Đó. Tiếc rằng cái năm 2024 lại gặp kiếp tài nó ám hại nó là vận. Vậy nên là những người tuổi giáp tý có thể bị kẻ tiểu nhân ghen ghét đố kỵ vì luôn gặt hái được nhiều cái thành công hơn họ. À, quý vị hãy luôn chú ý vào từng cái nhiệm vụ của mình, không nên lơ là tạo cái sơ hở để cho kẻ xấu lợi dụng và gây ảnh hưởng trực tiếp đến cái hình tượng của bản thân. Vì thế, à, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân. Đấy, khi mang theo vòng bên cạnh thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Đặc biệt là cái vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. À, vật phẩm khi mà được khai quang Chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ ấy thì nó sẽ phát huy được cái công năng phong thủy tốt nhất, chiêu tài lộc, hóa giải những xung sát thị phi. Đấy. từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. À, và nó sẽ giúp tăng cường cái vận quý nhân à, khiến cho công việc được hanh thông thuận lợi bên cạnh đó nó cũng sẽ hòa hợp gia đạo vợ chồng thì yên ấm bình an không xảy ra những tranh cãi những mâu thuẫn à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ à, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi giáp tý sinh năm 1984 nữ mạng à, thưa quý vị như vậy là Tử Thông đã vừa phân tích chi tiết về cát hung vận hạn trong năm 2024 năm Giáp Thìn của những người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 nữ mạng. À, tổng quan lại thì trong năm 2024, những gia chủ tuổi Giáp Tý 1984 nữ mạng được nhận định là một năm cát lành may mắn, tràn đầy may mắn, thịnh vượng, vượng vận quý nhân, tài khí thì dồi dào, làm ăn thì có thể gấp vài lần so với năm cũ. Năm Giáp Thìn là một cái năm mà hứa hẹn là một năm bội thu ở nhiều cái phương diện miễn là đương số kiềm chế được cái tính nóng nảy và cái tâm lý vội vàng thì mưu sự cũng sẽ dễ đạt được những cái thành công rực rỡ à, do tác động của một vài cái hung tinh nó chiếu mệnh nên bản mệnh có thể có cái tâm lý quá khích hay là chủ quan à, các kế hoạch nếu như mà không có cái sự tính toán cụ thể mà cứ vội vàng đâm đầu vào ấy thì có thể sẽ phải bỏ cuộc giữa chừng việc gì thì cũng giang dở vậy nên là quý vị cần phải hết sức tránh mặc dù trong năm ấy thì tài lộc khá là dồi dào có lộc kinh doanh buôn bán thu nhập hay là thu nhập phụ thì đều khá là tốt. Nhưng mà bản mệnh không nên chạy theo cái xu hướng đầu tư mạo hiểm một cách mù quáng. Cần phải lập kế hoạch tài chính và giữ cái đầu óc tỉnh táo thì mới có thể là tìm được những cái dự án kiếm tiền tốt cho mình trong tương lai. À, vấn đề sức khỏe của những người tuổi giáp tý uh, nữ mạng ấy nói chung ấy trong năm thì các bạn dễ trở nên cáu kỉnh hơn, dễ nổi nóng hơn khi mà có cái công việc nó không được với ý. Điều đó vừa không tốt cho các mối quan hệ lại vừa gây hại cho cơ thể Các bạn cần học cách tĩnh tâm trở lại Đấy, Quý vị có thể là đi dạo uống trà hoặc là thảo lỏng cơ thể, thả lỏng tinh thần Suy nghĩ một cách tích cực thì cuộc sống mới được tốt đẹp và viên mãn hơn à, Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những gia chủ tuổi giáp tý nữ mạng sinh năm 1984 cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi à, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo xin cảm ơn